Xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là giống mít Thái, ủa mít nghệ của Việt Nam mình chứ không phải của Thái. Nó lộn, xin lỗi. Một trái nó cũng khoảng 15 kg một trái. Nào, mọi người nhìn xem là nó trái to, múi nở, thơm. Thơm thì công nhận thơm, chín cây này mà, chín cây này mà làm ngâm rượu một cái thì tới luôn, còn gì bằng. Đây toàn nguyên cây một cái mít luôn. Mùi thơm đặc trưng của trái mít. Thơm quá. Đây, trên cao luôn. Mọi người thấy không? Đó. Quá trái. Ồ, thơm. Đây, trái nhỏ. Trái lớn. Đây. Muối nó nè, quay cận cảnh luôn là muối to, thấy không nó. Đây trái con. Nó thơm. Quay 2 3 lần nó lên 10 phút rồi. Ra giới thiệu coi, chia sẻ là chủ vườn. Đây là chủ vườn. Đây là ảnh đi ra thế giới.